Chào cả lớp, hôm nay chúng ta sẽ sang cái bài virus cúm. Câu 1, virus cúm là A. Influenza virus hay B. Ophthalmirus. Thì chúng ta thấy influenza virus là thành viên chính của nhóm ophthalmisovirus. Và ophthalmirus gồm có 3 tiếp miễn dịch cúm A, B, Như vậy thì virus cúm là thành viên chính của nhóm ophthalmisovirus và cũng là căn nguyên gây ra bệnh cúm. Như vậy thì đáp án A, influenza chính là virus cúm. Câu 2, giữa các tiếp cúm thì cấu trúc ARN không có gì khác biệt. Thì chúng ta thấy có mỗi một loại kháng nguyên khác nhau thì tạo ra một cái tiếp cúm mới. Ví dụ như là H5N1 hay H1N1 chẳng hạn. Thì đây là khác nhau giữa kháng nguyên H và N. Như vậy thì cấu trúc của ARN có gì khác biệt? Không có gì khác biệt hay là có khác biệt? Thì đáp án ở đây chính là có sự khác biệt. Ví dụ H5N1 và H1N1 nó là khác biệt. Cho nên là khi mà khác biệt thế cho nên có hai cái tiếp cúm H5N1, H1N1 này nó khác nhau. Câu 3, ở virus cúm kháng nguyên H có cấu trúc từ H1 đến H9, kháng nguyên N có cấu trúc là từ N1 đến N13. Thì trên hình chúng ta thấy đây là cấu trúc của virus có hai loại kháng nguyên N và H. Vỏ bao ngoài của virus là cái lớp lipid kép. Đây, vỏ bao ngoài nó là lớp lipid kép. Từ đó có các cái cấu trúc glycoprotein nhô ra. Đây, nhô ra đây chính là hemagglutinin hay gọi khuyến H và neutraminida hay ký hiệu là N. Thì giữa các cái típ này thì nó khác nhau về các cái thành phần protein này và cái cấu trúc của cái ARN. Và cái kháng nguyên, người ta gọi là kháng nguyên V này gắn với các cái cấu trúc bề mặt hẹp của virus. Đó là các cái kháng nguyên ngưng kết hồng cầu. Đây gọi là cái kháng nguyên kết cầu bao gồm cái kháng nguyên N này là đặc trưng cho thứ virus, bao gồm có 9 cấu trúc kháng nguyên. Và kháng nguyên H thì đặc trưng cho tiếp virus. Hiện nay có 13 cấu trúc kháng nguyên. Và kháng nguyên H thì có vai trò gây nhiễm của virus. Kháng nguyên N thì giúp virus lan tràn trong cơ thể, thúc đẩy phóng thích các hệ virus ra khỏi tế bào. Tức là khi mới nhiễm thì virus nó phải vào được trong tế bào cảm thụ thì nó mới sống được và phát triển được. Và sau đó cái chính cái kháng nguyên N này giúp cho nó đi sang lây nhiễm sang các cái tế bào khác, hay ta gọi là lan tràn trong cơ thể. Nó lại phóng thích cái hạt virus khỏi tế bào, nó lại lan sang các tế bào khác để nó phát triển và nhân lên. Cho nên cái cấu trúc H và N này nó dễ thay đổi để trở thành các típ và các cái thứ típ mới. Cho nên là cái miễn dịch thu được của mỗi bệnh nhân á, bị mắc cúm cho lần mắc sau là giá trị là ít giá trị. Ví dụ như lần trước mà mắc cúm H5N1 thì không thể nào mà lần sau khi cúm H1N1 mình tránh được, tại vì nó không có cái miễn dịch chéo ở đây. Như vậy thì kháng nguyên H thì có các tiếp từ H1, H13, kháng nguyên N thì có từ N1 đến N9. Từ đó sẽ dẫn đến có rất là nhiều loại cúm như là H5N1, H7, N7, H9, N2, vân vân, rất là nhiều loại. Như vậy thì quay trở lại cái câu hỏi là ở virus cúm, kháng nguyên H có cấu trúc từ H1 đến H9. So với đây là sai nè. Kháng nguyên N từ N1 đến N13.
Như vậy thì câu trả lời này chúng ta phải trả lời là C. Câu 4. Phòng bệnh đặc hiệu đối với virus cúm bằng vaccine rất có hiệu quả. Thì chúng ta biết là chúng ta có cái vaccine cúm. Hàng năm thì trung tâm y tế thì vẫn tiêm cho những người có nhu cầu. Thì chúng ta thấy ở đây thì phòng bệnh thì chủ yếu là phòng bệnh không đặc hiệu như là cách ly bệnh nhân này, nhỏ thuốc sát khuẩn đường mũi họng, sát khuẩn đồ dùng dụng cụ bệnh nhân. Tuy nhiên thì hiện nay có các cái thuốc chống virus thì đã được chứng minh là có cái hiệu quả trong phòng ngừa virus cúm như khi mà dịch nó lưu hành. Còn đối với phòng bệnh đặc hiệu thì chúng ta vẫn có dùng vaccine bắt hoạt tiếp A và tiếp B cho những người chưa có miễn dịch. Nhưng mà kháng thể này chỉ hình thành chỉ kháng lại các cái virus vaccine mà không miễn dịch chéo với các thứ tiếp mới. Tức là khi các bạn tiêm vaccine cúm A thì các bạn chỉ có thể phòng cúm A thôi. Tiếp B thì chỉ có phòng tiếp B thôi, còn không có nếu mà các tiếp mới thì nếu mà không có thì phòng bệnh được. Cho nên nếu mà tiêm vào cúm thì muốn phòng bệnh đặc hiệu phải có đầy đủ các tiếp thì mới gọi là đặc hiệu. Và hiện nay thì chúng ta thường tiêm vaccine có tiếp A và tiếp B, cái loại hay dùng. Câu 5. Virus cúm có thể sống được hàng tuần trong tủ lạnh. Có nhiều bạn rất lo lắng cái này bởi vì không may mua phải thịt gà hay là thịt gia cầm mà nó có lúc mua thì mình không biết thì mua về cái nghi ngờ có cúm chẳng hạn. Mà để trong thức ăn bảo quản trong tủ lạnh thì họ rất sợ là còn virus cúm nó còn phát triển ở trong đó. Thì chúng ta biết là virus cúm thì nó rất là ưa lạnh. Thì chúng ta biết là ở trong tủ lạnh thì có nhiệt độ thường khoảng dưới 8 độ C. Mà virus cúm thì nó có thể sống được hàng tuần trong cái điều kiện là từ 0 đến 4 độ C. Nếu tủ lạnh bạn nào mà để quá lạnh, tức là để nhiệt độ dưới 4 độ C thì virus cúm nó có thể sống được hàng tuần. Nếu để âm 20 độ C đến âm 70 độ C thì virus cúm nó có thể sống được hàng năm. Cho nên nếu mà chúng ta để đông đá thực phẩm, ví dụ như là con gà mà nó bị nhiễm cúm mà chúng ta để đông đá thì cái thực phẩm đó có thể bị nhiễm cúm đến hàng năm. Sáu, khả năng gây bệnh của virus cúm. A. Xâm nhập bằng đường hô hấp. B. Ủ bệnh từ 1 đến 3 ngày, ăn kém mất ngủ. C. Sốt cao 39 đến 40 độ. D. Nhức đầu, đau mình mẩy, chảy nước mũi. E. ACD đúng hay S. Tất cả đúng. Thì chúng ta biết là cái khả năng gây bệnh của virus cúm thì sau khi virus nó xâm nhập vào cơ thể bằng cái đường hô hấp thì ủ bệnh là từ 1 đến 3 ngày. Như vậy thì cái B chỗ này ủ 1-3 ngày là đúng. Rồi mới xuất hiện các cái dấu hiệu khởi phát như là sốt cao đến 39 đến 40 độ này, nhức đầu đau mình mẩy, mệt mỏi gai rét, hắt hơi, chảy nước mắt, nước mũi nhiều. Trên giai đoạn tàn phát thì bệnh nhân có thể tiếp tục sốt cao 39 đến 40 độ. Tuy nhiên nếu mà quá trình lại sức kéo dài, tuy nhiên là sau khi khỏi thì nó kéo dài khoảng từ 3 đến 6 tháng thì lúc này sẽ xuất hiện những cái người mà sức đề kháng yếu thì có thể là ăn kém mất ngủ. Như vậy thì chúng ta sẽ chọn là tất cả đúng. Bệnh phẩm tìm virus cúm là A. Nước súc họng, B. Nước mũi, C. Nước bọt, D. Dịch tị hầu hay E. Là huyết thanh.
Và F là tất cả đúng. Thì chúng ta thấy là đối với người bị nhiễm cúm thì bệnh phẩm sẽ lấy vào ngày đầu của bệnh từ cái nước xúc họng này, hoặc là nước mũi này, nước bọt và dịch tị hầu. Dịch tị hầu chúng ta biết là cái nơi giao giữa đường miệng họng với phổi và các cái đường gọi là đúng ngã tư á, thì đây là rất là nhiều vi khuẩn. Còn huyết thanh, tức là huyết thanh là lấy từ máu, thì có thể tìm được virus đúng hay không? Thì chúng ta thấy là huyết thanh cũng có thể lấy để lấy huyết thanh của bệnh nhân và để chẩn đoán. Đây là chẩn đoán gián tiếp, cái A, B, C, D là chẩn đoán trực tiếp, còn E là chẩn đoán gián tiếp. Thì bệnh phẩm là huyết thanh thì lấy lần 1 vào tuần lễ đầu và lần 2 là cách lần 1 khoảng 7 đến 10 ngày. Như vậy thì đáp án ở đây là tất cả đúng. Virus cúm có bị bất hoạt bởi tia cực tím hay không? Thì chúng ta thấy là ánh nắng mặt trời chiếu xuống như thế này thì rất là nhiều loại vi khuẩn có thể bị tiêu diệt. Vì ánh nắng mặt trời hiện nay như thấy là rất là nhiều tia cực tím. Có những thành phố, có những thời gian người ta đo là tia cực tím nó vượt quá mức độ cho phép. Thì khi chúng ta đi ra ngoài rất hại cho cơ thể. Nhưng mà tia cực tím lại có lợi là có thể tiêu diệt các vi khuẩn, bất hoạt các cái vi khuẩn, ví dụ như vi khuẩn lao và các vi khuẩn khác. Thì câu hỏi đặt ra ở đây là có thể tiêu diệt được tia cực tím hay không? Thì chúng ta thấy là virus cúm thì nó tương đối bền với nhiệt độ lạnh, tức là 0 đến 4 độ C hoặc là âm 70 đến 70 độ. Đông khô virus cúm thì nó có thể sống được hàng năm và vững bền ở điều kiện pH từ 4 đến 9. Tuy vậy nhưng mà virus cúm nó có thể bất hoạt ở 56 độ trong 30 phút, tức là chúng ta đun ở cái điều kiện mà chưa cần sôi trong 30 phút là đã có thể chết, và trong các dung môi hòa tan lipid như là ether, phormone vân vân, và tia cực tím. Như vậy thì tia cực tím có thể bất hoạt được virus cúm. Tức là chúng ta có thể, những cái bệnh nhân mà bị cúm, chúng ta mang đồ dụng của bệnh nhân như quần áo, các cái đồ dùng vật dụng chúng ta phơi ra ngoài nắng thì có thể là tiêu diệt được virus cúm. Cách phòng cúm gia cầm lây sang người thì chúng ta biết là cúm gia cầm có thể lây sang người, thì chúng ta phòng bệnh như thế nào? Thì chúng ta nhất là hạn chế tiếp xúc. Ví dụ như khi mà tiếp xúc với gia cầm, chúng ta nên đeo găng tay, đeo khẩu trang. Thứ hai là tránh chơi đùa hay là bơi ở cái khu vực nước mà gần nuôi gia nhốt gia cầm. Ăn chín uống sôi. Còn khi không ăn trứng hay thịt gia cầm còn tái sống. 4. Cách ly gia cầm có dấu hiệu bị bệnh và báo cho cơ quan chức năng khi thấy gia cầm có biểu hiện bị cúm. Đi bệnh viện ngay nếu có các dấu hiệu như là sốt cao, đau đầu, đau cơ, đau họng, ho. Và chúng ta thường xuyên rửa tay bằng xà phòng sau khi tiếp xúc với các gia cầm. Và cuối cùng là không ăn gia cầm không rõ nguồn gốc hoặc bị yếu hoặc là chết. Đây là khuyến cáo của tổ chức UNICEF. Cơ cuối cùng, bệnh cúm thường xảy ra quanh năm. Thì chúng ta thấy là bệnh cúm thì thường xảy ra vào mùa đông, tại vì virus cúm thì nó hay sống ở cái điều kiện lạnh. Nếu như mà cái vật dụng đó để trong ngăn đá thì nó ủ bệnh, nó không phát triển. Nhưng khi đi ra ngoài thì nó lại tiếp tục phát triển và gây bệnh cho chúng ta. Cảm ơn cả lớp đã chú ý lắng nghe.